Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chém Gió Nhiếp Ảnh của Alpha Crew. Và trong video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn những cái cách mà các bạn có thể vận dụng để được chụp những bức ảnh ngược sáng nó được đẹp hơn. Đối với thể loại chân dung ngược sáng thì các bạn cũng đã biết rồi đó. Khi chụp chân dung thì mình sẽ vận dụng tất cả những cái mà mình cần, giống như là những cái lens nào để chụp chân dung và những cái thiết bị mà mình cần thiết. Và mình sẽ hạn chế tất cả những cái thiết bị. Cho nên mình hôm nay chỉ chia sẻ với các bạn cách mà các bạn có thể chụp được những bức hình ngược sáng, những bức ảnh ngược sáng chỉ bằng máy ảnh các bạn và lens các bạn thôi, không cần đèn flash hoặc là miếng phản sáng. Có một điểm rất là quan trọng khi mà các bạn chụp được chụp những bức ảnh ngược sáng, đó là các bạn phải chọn thời điểm. Như các bạn đứng ở giữa trưa nắng mà các bạn muốn chụp ngược sáng thì rất là khó, cũng sẽ được, nhưng mà cái hậu cảnh của các bạn, cái background nó sẽ bị cháy sáng hết và mình không thấy được cái gì hết. Cho nên mình sẽ chọn cái thời điểm tốt hơn. Một là mặt trời vừa lên, hai là mặt trời lặn. Và trong cái trường hợp của mình ở đây thì mình sẽ chọn là mặt trời lặn, tại vì mặt trời vừa lên thì mình chưa ngủ dậy. Còn cái điểm khó khăn thứ hai mà các bạn sẽ phải gặp phải khi mà các bạn chụp những bức ảnh mà ngược sáng, đó là cái việc lấy nét. Các bạn thường sẽ lấy nét không được, tại vì cái mặt của chủ thể, của người mẫu của mình á, là nó ngược với ánh sáng, cho nên rất là khó để lấy nét. Thì ở trường hợp này có hai cách mà các bạn có thể áp dụng. Một là các bạn dùng miếng phản sáng, miếng hắt sáng, và các bạn có thể hắt ánh sáng vào mặt của mẫu mình để mà mình lấy nét. Còn cách thứ hai đó là các bạn kêu mẫu của mình quay mặt qua bên phía nào, phía ánh sáng một tí, và mình có thể lấy nét vào cái điểm đó. Xong mình để im cái điểm đó như vậy, mình gạt cái nút AF ở trên lens qua thành MF, là có nghĩa nó đã giữ lại cái điểm lấy nét ngay đó, và các bạn sẽ chụp. Và các bạn nên lưu ý là đừng có di chuyển tay lên hoặc xuống như vậy, thì sẽ làm cho cái khoảng cách từ máy cho tới người mẫu thay đổi. Lúc đó là cái trường ảnh của nó cũng sẽ thay đổi. Cho nên lúc mà mình gạt qua, mình phải giữ máy ở nguyên im một chỗ và mà mình chụp. Mình kêu mẫu mình quay qua hướng ánh sáng để mình lấy điểm lấy nét, xong rồi mình gạt qua MF. Vấn đề tiếp theo đó là đo sáng. Và khi các bạn đo sáng người mẫu của mình ngược với ánh sáng thì máy nó sẽ có 4 chế độ đo sáng. Đây là những cái chế độ đo sáng mà máy nó sẽ cho, mà máy của mình nó cho phép mình sử dụng. Và các bạn có thể thấy ở đây là cái này với cái này. Thì đo sáng, cái này là đo sáng toàn phần, center weighted. Còn cái này á, là spot metering, có nghĩa là nó sẽ đo sáng ở cái điểm mà mình chọn. Thì mình không khuyên các bạn nên dùng cái này. Mình khuyên các bạn là nên dùng cái này. Thì nó có thể đo sáng được người mẫu của mình và cả cái phần background, mà nó sẽ làm cho hai phần đó nó cân bằng với nhau, thì về nhà mình có thể chỉnh sửa. Còn nếu mà các bạn thấy khó khăn quá, giống như mình vậy đó, là mình chụp một tấm 4 lần, có nghĩa là mình sẽ dùng chế độ đo sáng này mình chụp một tấm, mình dùng cái này mình chụp một tấm, mình dùng cái này mình chụp một tấm, và mình dùng cái này mình chụp một tấm nữa. Mình chụp 4 tấm tất cả là để sau đó mình về mình xem cái chế độ đo sáng nào nó phù hợp với cái trường hợp đó. Tại vì thỉnh thoảng thì cái nguồn sáng nó cũng sẽ thay đổi khi mà mình thay đổi vị trí của người mẫu của mình. Cho nên mình cứ chụp hết 4 tấm hình thì nó rất là lẹ thôi khi mà các bạn chuyển như vậy. Thà mình có cái sai còn hơn là mình không có được cái mà nó đúng. Và sau đây là những bức ảnh mà mình đã chụp ngày hôm nay. Thì rất mong là nó sẽ giúp được cho các bạn. Và còn một vấn đề nữa mà mình muốn nói với các bạn là cái thông số mà mình chụp á, mình không có để lại thông số, là tại vì nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Nhưng mà mình khuyên các bạn là nên cho độ nhạy sáng cao một tí nếu mà máy các bạn nó có khả năng. Nếu mà các bạn xài những cái máy full frame á, cứ cho nó lên khoảng 2000 để mình duy trì được cái tốc độ đúng. Và cái khẩu độ thì dĩ nhiên khi chụp chân dung thì mình để khẩu độ nhỏ nhất rồi, máy nó sẽ tự chọn cho các bạn một tốc độ, đó là khi mình dùng chế độ ưu tiên khẩu độ. Vậy thôi, chúc các bạn coi những cái video vui.
Nếu các bạn có câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp, các bạn có thể để lại comment phía dưới hoặc là gửi câu hỏi về Facebook page của Alpha Crew. Mình sẽ để link ở dưới phần description. Facebook của mình cũng vậy. Nếu các bạn muốn kết bạn của mình với mình thì trang cá nhân của mình cũng để dưới đó. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.